tiếp tục với các thông tin thời tiết cập nhật. Từ hôm nay miền Bắc sẽ chịu tác động của không khí lạnh tăng cường gây mưa và giảm nhiệt. Vậy thì diễn biến cụ thể như thế nào chị Hương Liên? Vâng, khác với đợt trước là không khí lạnh xuống thẳng gây hanh khô. Đợt này không khí lạnh sẽ uh, lệch ra phía đông, vòng từ biển vào và mang đến kiểu thời tiết mưa ẩm kéo dài. Như tại Hà Nội, hôm nay mới bắt đầu xảy ra từ trưa chiều, nhiệt độ giảm tới 4 độ so với hôm qua, xuống mức là 25 độ, thậm chí là đến tối chỉ 21 độ, khá là lạnh cùng với Hà Nội, nhiều nơi khác bên phía Đông Bắc Bộ như là Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn cũng chuyển mưa lạnh, nhiệt độ đều ở mức là 24 độ. Còn nửa phía Tây chưa ảnh hưởng nhiều, Lào Cai, Điện Biên phủ trời vẫn nắng 27 28 độ. Không khí lạnh xuống miền Trung kết hợp với nhiễu động gió đông sẽ gây mưa lớn cho khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam. Thành phố Vinh, Đồng Hới vừa mưa vừa lạnh, 23 24 độ. Huế, Đà Nẵng, Hội An là 28-29 độ. Còn Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết nằm ngoài vùng mưa lớn nên nhiệt độ nhỉnh hơn 29-31 đến 31 độ. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay trời nắng từ sáng đến chiều. Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột có mức nhiệt dễ chịu là 25 đến 29 độ. Còn Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau lại oi nóng 32, 33 độ. Sau 15 giờ trời có mưa rông, mưa không rộng và lượng cũng không lớn, tuy nhiên có thể kèm theo lốc xét và gió rất mạnh. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý, bây giờ xin mời chị Hoa tiếp tục chương trình. Vâng cảm ơn chị Hương Liên.